mình sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem che màu da, che dạng này, và các bạn sẽ thấy nó đẹp ngay, kết quả ngay. Sau khi nó bong ra thì nó sẽ đẹp hơn nữa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Như các bạn xem thì các cái tông mực màu da này thì mình đã làm mất 3 tiếng để mà hoàn thành các cái tông mực màu da cho nó giống các vùng da xung quanh này. Như các bạn em chiếu lên ngoài các bạn xem, rất là nhiều các tông mực để tổng hợp nó thành một cái hũ như thế này. Mất tầm độ 3 tiếng để mà tạo ra một cái hũ như thế này. Các tông mực màu da thì như vậy, đây mình chỉ cho các bạn xem này. Đấy. Đấy, khi mà mix nó lên và nó gần như là tương đồng đến 95% là ok. Tiêu chí của sâm màu da này là các cái vết thâm ấy thì bao giờ cũng phải giảm sắc độ đi một chút, có nghĩa là vết thâm bao giờ mix mực nó phải sáng hơn một chút, và những cái vết bạch biến ấy màu trắng thì bao giờ phải mix đậm hơn một chút. Đấy. Và dùng cái máy pen để chạy, máy pen này thì gây sắc tương thấp hơn, và dùng kim RM để tránh sát thương cao. Cái này là dạng mình dạng phun mực cho nên là sát thương cao thì không giữ được mực. Mình vẫn đang đào tạo về cái cả khóa xăm hình, xăm thẩm mỹ, phun xăm đấy. Đấy, như các bạn nhìn này, các cái vùng da này sau khi mình vừa mới xăm vào một chút, nó đã làm cái che cái vết thâm đi rồi. Thì mới xăm xong bao giờ các bạn nhìn nó có vùng tấy đỏ nó lên là chuyện bình thường, rồi là mình xăm hình mà xăm mình đã động chạm kim cơ thể thì nó sẽ bị thâm và tấy đỏ ban đầu là chuyện bình thường thôi. Như các video trước mình nói thì xăm màu da này thì nó quan trọng nhất, nó không phải là các bạn đi kim, kỹ thuật đi kim nó cũng là một phần quan trọng, nhưng mà nó không thể quan trọng bằng cái mix mực được. Khi mà mix mực thì để tạo được chất mực tổng hợp lại được nó thì phải có kinh nghiệm và có cái trình độ của nó, chứ không phải là muốn xăm là xăm được. Chính vì thế cho nên là các bạn mà ai muốn mà học nghề thì phải có được cái kiến thức cơ bản về màu mực này đã. Để cho các bạn tham khảo có được cái nhìn nó tổng thể nhất về xăm mực màu da người này và hiểu biết hơn về cách xăm mực màu da người nó như thế nào. Có gì thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho.